25 anh ạ. Chung là chị làm như này á, lúc ban đầu thì chị nghĩ là công nhân thất nghiệp nhiều ấy, cho nên chị mới ra chị bán hộp này. Còn một số người bây giờ đến mua xong về cứ bảo là chả này là bột này, rồi heo chết này, thì chị thấy là quá là vô lý. Những người nào mà chưa bao giờ làm giò chả thì đừng nói. Cái này về hộp trước không đưa đi, đưa hộp sau đi, xong hộp trước để lại là vô tình khách nào ăn vào là bị thôi, là bị dính ngay cái chua với lại cái nhớt thôi. Chứ rõ ràng nó nóng hổi hổi như thế này tại vì nó không có chất bảo quản đó mọi người. Đúng rồi. Cho nên là nó sẽ nhanh chua. Nếu mà để từ sáng tới chiều có thể là chua. Đâu đúng cần gì em, không cần đâu. Em để tầm khoảng 3 tiếng sau thôi. Em để 3 tiếng sau trong cái này thôi là nhớt luôn. Thấy chua giá ngay, dễ bị lắm. Cũng là cực kỳ là dở về cái việc mà không bảo bảo quản đấy. Nhưng mà không sao, bởi vì mình làm liên tục, mình bán liên tục ấy. Chỉ là có ý thức một chút thôi. Việc mà mọi người làm thì chỉ có ý thức là được. Chị ơi, cắt em một miếng vừa vừa em ăn cái chả để rồi em ăn thử nhá. Ông chả này thì thực ra bà con cũng biết nhiều rồi. Chỉ một số người ví dụ như là lỡ may mà chị vừa cắt một góc thôi. Không, ăn nè. Chị vừa tâm sự xong đây. Là ủa, nếu mà cắt nửa hả? Đó đúng rồi. Còn đưa về đây á thì chị phụ khách được tốt hơn. Chứ để trên đó là không kiểm soát được em ạ. Đậm đà ngọt lịm luôn. Thịt này là thịt đâu mọi người. Không bột không gì đâu em. Không có bột cái gì hết á. Mà là ai nói là bột? Mịn rít à. Ai nói là bột này? Ai một là ai nói là bột? Hai ai nói chả này á là thịt chết á. Thế chị nói là người này không biết làm. Không biết làm giò chả. Còn mọi người bảo là hộp bánh cuốn này 25 ngàn, chỉ có người nghèo mới ăn thôi. Chị nghe vừa rồi có một cái kênh nào nói như vậy ấy. Một bà con nào nói như vậy. Thì chị cũng nói thật là nếu người nào ấy, người nghèo hay người giàu mà trả lời câu đó thì không nên. Vì người nghèo hay người giàu á, chỉ có người giàu người ta mới biết tính toán. Thế thì cuối cùng là cái hộp bánh mà không ăn thì ăn cái gì? Chị có nghe quá ổn nhưng mà chị có nghe nói bảo là chỉ có người giàu người nghèo mới ăn thôi. Nói câu đó coi thường người nghèo quá. Người nghèo là ai thì mình không thấy. Khách đến mua nhà mình cứ bình hết mà. Cái này chắc mình có nhập bánh ướt hay chị ha? Bánh ướt này là của nhà mình làm. Ủa? Đấy, máy chị đây. Nhà chị tự làm đấy. Bánh ướt bánh cuốn này tự làm vừa đấy. Vừa làm giò chả mà vừa làm bánh ướt. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi. Cái nghề này là nghề quá lâu đối với lại gia đình nhà chị, bố mẹ, ông nội bà nội này, bố mẹ chị này. Mà là quá lâu. Bán cái hộp lớn như vậy là từ xưa rồi hả hay là mới đây? Lâu nay là mời cái em em. Lâu nay là chị vẫn bán vậy rồi á. Đóng vừa thôi em ơi, đóng ít thôi em ơi. Đóng không cần phải đóng nhiều như vậy đâu. Đóng nhiều lại để hư đấy. Khách đến mình đóng cũng được. Mình cứ đóng từ từ thôi. Bây giờ nhiều kênh quay thì chị cũng đừng nên để ý nhiều quá những cái comment của người ta chị ơi. Không chị thì comment nó cũng chị không để ý đâu, chị không quan trọng đâu. Rồi. Quan trọng là người ta không tới, người ta không ăn, người ta không biết. Nhưng mà bà con ăn thì rất nhiều. Nhưng bà con ăn thì nhiều. Còn chứ những người ăn thì người ta đâu có comment lên để tích cực ủng hộ mình. Những người không ăn thì lại cũng lại comment ơi, tiêu cực. Đây 100 ngàn đây. Ôi chị đó. Bây giờ là bắt đầu đông khách nha mọi người. Đông lắm luôn. Từ giờ chắc tới 7-8 giờ sáng. Người ta ăn sáng, người ta đi làm. Em ơi. À. Em ăn cái gì à? À Tuấn à? Lấy đây lấy cái đầu ngon này. Mấy cái chả đầu ngon. Ăn chả đầu người ta mua. Trời ơi, ơi. Lấy đi. Cứ nhặt đi. Nhà làm mà lại còn 30-34 nữa. Nhặt đi, nhặt con ngon đấy. Đây này, đây này, đây. Lấy miếng chả đầu này. Đây.
Đây đây em, đây. Đây này, đây. Rồi cầm với cho, đừng lấy tiền nhá. Lấy tiền lần sau đừng đến nhá. Nên là đây thì có rất là thoải mái luôn á. Không. Thực ra là cái tính của chị là trưa nay là vậy rồi. Dạ. Chị mong bà con ăn tự cảm nhận được thôi em ạ. Chứ còn bảo là chị đọc comment thì từ ngày đến giờ tất cả các kênh quay ấy, chị chưa bao giờ vào mà đọc được. Dạ. Chưa bao giờ, em bận quá ấy. Không có thời gian luôn. Nếu chị có thời gian thì chị thực ra là, nhưng mà cũng không phải quay chị. Thôi mình cứ việc mình làm thôi chị. Thì vậy chị mới bảo bà con. Đây là cái khâu cuối cùng á mọi người, là chiên. Chiên bao lâu thì nó ok? Được 2-3 phút ạ. 2-3 phút thôi hả? Tại vì nó cũng chín hết rồi, chiên lấy màu vàng đúng không? Dạ, chiên vàng cho đẹp thôi mọi người. Một cục này là khoảng bao nhiêu lạng? Một ký không ta? Một ký nha. Một ký một cục nha mọi người. Đó, nhìn rất là ngon luôn, nóng hổi luôn. Từ đây và mang ra ngoài là sắt ra là bán luôn đó mọi người. Thì đây cả nhà ơi, đây là cái phần mà bánh ướt 4 cục chả khổng lồ nha. Đây. 1 cục. 2 cục. 3 cục. 4 cục. Mình lấy từ chỗ của cô, của chị á, về tới nhà thì nó cũng hơi xa cho nên nó cũng hơi nguội xíu nha. Nhưng mà nó cũng rất là còn ok nè. Mình sẽ ăn để mình review cho cả nhà ha. Nhiều quá luôn mọi người. Đây là phần cục chả mình phải để ra ngoài này ha. Tại nó quá đầy. Đó, phải để ra ngoài. Còn đây là phần đồ ăn bánh cuốn. Có 25k mà như vậy là kinh khủng luôn mọi người. Cái này là phải bằng tầm cỡ 100k của mọi người khác á. Còn ở dưới là một lớp rau nữa nha. Như mọi người cũng có thấy trên cái clip thì đó là cái một cái phần lớp rau chạy ở dưới ha. Thì mình sẽ ăn thử bánh cuốn nha. Bánh ướt á mọi người. Ok đó. Rất là bùi ha. Kiểu bánh ướt của chị nó cũng không cần là phải từng lát mỏng nữa, nó cuốn cuộn lại với nhau rồi ha. Thành cục cục nè, nhưng mà ăn rất là bùi bùi béo béo nha. Ok á. Bốn cục chả này ăn sao hết rồi nha. Cả nhà coi nè, nó to như cái bàn tay của mình ha. Đó. Nó dày cui nha, nó dày nè. Hai đốt tay lắm rồi. Đó. Đó. Dày lắm nha chứ không đơn giản nha. Bốn cục luôn. Chấn động chưa? Có 25k hả? Hợp lý luôn, xuất sắc luôn. Ngon nha. Không có cảm giác là bị bột đâu mọi người. Tại vì mình có đột nhập bên xưởng rồi, mình thấy là làm hoàn toàn bằng thịt nạc nè, với lại thịt mỡ nè, rồi sau đó là trộn cái gia vị thôi, xay lên, hấp, đó đơn giản vậy thôi. Quan trọng nó rẻ là như chị có nói là do chị nhập cái nguồn thịt nó rất là rẻ ha. Mỡ thì 45k, thịt nạc thì là 90k. Hoặc là rẻ hơn nữa. Cho nên khi mà chị xay ra một tí á, thì khi mà chị bỏ mối á mọi người, bỏ mối cái này này là hình như là 200, 200 một ký nếu mà bỏ lẻ. Còn bỏ xị thì rẻ hơn chút xíu nữa. Nếu mà chị không bỏ thì chị bán tại chỗ.
thì một ký cắt ra khoảng có được mấy hộp á. Chỗ này chắc 1/4 ký ha. Đó. Nói chung là chị bán để lấy cái danh tiếng ở đó hay sao kiểu vậy á, thì mọi người sẽ đến mua và ăn, thì chị sẽ lấy lời khi mà người ta mua trả ha mọi người. Thì đó là chắc là cái nguồn lời của chị ha. Thì cái việc chị làm này thì nó sẽ rất là tốt cho những người có thu nhập trung bình trở xuống á mọi người. Thì ăn một cái bữa ăn như vậy, nếu mà mọi người mua một hộp thôi, sau đó mua thêm một, thậm chí là 2-3 hộp như vậy nè, đó, hộp bánh bánh ướt không á, để về ăn chung với nhau. Thật ra một người ăn á chỉ cần một cục chả này là cũng có thể ăn hết một cái hộp bánh ướt rồi, không cần ăn tới 3-4 cục như vậy. Nó rất là nhiều ha, mọi người coi này, nó nhiều rồi nè. Rồi thì đây là cũng là cái phần review về cái phần chả và bánh ướt của chị ha. Nói chung là chất lượng tuyệt vời chứ không có vấn đề gì lăn tăn hết trơn á. Mình cũng tới tận hiện trường để mình xem xét rồi thì nó rất là ok ha. Cách chị làm rất là sạch sẽ luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip nha.